Hi, welcome back to my channel, Stats Gregor. Ok, vào tờ cái thứ hai. Sriba Baray Assassin. Thank you.
Okay, va de va. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Place right here. Let's get off the street and find the danger close. Okay, let's go. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back so I can probably get you some work. Come on, let's head over there. Let's go around the back and use the service door.
Tommy Vercetti. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Get some sleep. I'm sorry. OK, 法德跟着跳 Rodeira, let's go. Hey, wait up. Underwear is overrated, man. You go get them, and I'll keep the engine running. Come on, let's cruise into Baller's territory.
sau đó thì sẽ đến tiếp địa chỉ tiếp theo để các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Ồ, lại phải đi qua đường này rồi. Up here, and I'll go up and do another hood. Tiếp tục, các bạn sẽ tiếp tục bùi ở đâu? Các bạn sẽ chạy đến điểm đây và tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp, đó chính là tiếp tục bôi ở trên cao này. Khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành được cái này, ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go. Ok. Rồi. Thank you.
uncut.